Xin chào anh em, nếu anh em nào đang có nhu cầu tìm một cái mảnh đất, một cái lô đất với diện tích từ đó là 80m² đến 100m² với tầm tài chính đó là từ 6 tỷ đến 10 tỷ. Và những cái tiêu chí của anh em như đó là cái chọn cái vị trí đó là trung tâm, thứ hai cái mặt tiền rộng và cái thứ ba đó là nhiều cái mặt thoáng để thiết kế và xây cái tòa nhà nó tối ưu. Hiện tại tôi đang đứng ở trên một cái lô đất mà đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí đó của anh em. Vị trí đây là cái vị trí của đường Trần Phú thuộc quận Hà Đông. Như anh em được biết, nếu mà xét Google thì đây là một cái vị trí cực kỳ là trung tâm và vị trí cực kỳ đắc địa, thì có rất nhiều những cái trường đại học lớn ở bên cạnh cái đường Trần Phú này. Tôi lấy ví dụ những cái trường đại học lớn như đó là Đại học Kiến trúc này, đó là Học viện An ninh này, và Bưu chính Viễn thông, và rất nhiều các trường khác, và rất nhiều những cái phòng, những cơ quan của quận Hà Đông ở gần với cả cái đường Trần Phú, như ủy ban của quận Hà Đông này. Xung quanh cái đường Trần Phú này có rất nhiều những cái tòa nhà văn phòng. Đặc biệt hơn nữa, cái vị trí tôi này cách cái khu cái đô thị Văn Quán nó không xa. Thì tiếp sau đây thì tôi muốn mời anh em tham quan chi tiết cái lô đất này nó như thế nào. Đi với tôi để xem cái đường trước cái lô đất này như thế nào nhé. Hiện tại cái đường trước của cái lô đất này với cái chiều rộng nó khoảng tầm trên 4m. Như anh em cũng nhìn thấy, đây là cái lô đất trước mặt đây, hiện tại tôi đang cần bán. Với cái lô đất này nó là ba mặt thoáng vĩnh viễn. Đây như anh em thấy, ở đây là một mặt tiền là thoáng này, ở mặt bên này thoáng này, và đằng sau nữa là thoáng. Ở mặt bên này có cái đường đó là rộng khoảng tầm gần 3m, và đằng sau này nữa cũng có cái đường. Như vậy là cái lô đất này là cực kỳ so với những cái lô đất khác. Đây là nó khác biệt, đó là nó là lô góc có ba mặt thoáng vĩnh viễn. Nếu mà anh em mà xây mà để mà đầu tư về cho thuê là cực kỳ phù hợp. Ở đây là thiết kế cực kỳ tối ưu, vì đây này có ba cái mặt thoáng này, đều có thể chúng ta trổ đều cửa được ra hết, đón ánh sáng và không khí mà chúng ta có thể xây cũng có thể đua ra được. Đặc điểm ở đây là trong cái khu đây, trong cái đường trục này, trong cái sâu thì cái việc xây dựng nó cũng dễ dàng hơn ở những cái ngoài kia. Ở đây thì tôi sẽ tiến ra cái vị trí này là vị trí của mặt tiền của cái lô đất này. Đặc biệt hơn nữa, cái vị trí của cái lô đất này nó có cái ưu điểm, đó là cái mặt tiền nó cực rộng anh em ạ. Đây, mặt tiền này. Với cái mặt tiền nó có rộng đó là 6m7. Thì tôi đánh giá rất hiếm những cái lô đất nào nó có cái mặt tiền nó rộng như thế này. Đây, cái mặt tiền cực rộng. Nên cái việc thiết kế nó cũng rất dễ dàng. Tổng cái diện tích này nó là 79m² anh em nhé. Đấy, cái lô đất này mới được san bằng để tạo cái mặt bằng đẹp. Đấy. Với cái diện tích đó là 79m² rất phù hợp để xây cái chung cư. Rất vừa cái khuôn, thứ nhất khuôn tiền, thứ hai thiết kế nó tối ưu. Ngoài ra tôi còn rất nhiều những cái mảnh đất và những cái tòa nhà với diện tích từ 50m² đến 200m², khu vực vị trí khác nhau. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với tôi và để lại những cái thông tin ở dưới cái đường link ở tôi mô tả ở dưới video này. Xin cảm ơn anh em đã dành thời gian và lắng nghe video của tôi. Chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.